Các bác ơi, cháu Vừng Đen và Caramen nghiện ăn Caramen luôn. Đây các bác ơi, các bác nhìn thấy Vừng Đen ăn nhanh chưa? Nhăng 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 là ăn hết sạch đĩa rồi. Cháu ăn hết sạch đĩa rồi đây này. Mà trộm vía dạo này Vừng Đen ăn được lắm các bác ạ. Vừng ăn ăn lại bữa rồi. Thích lắm, cháu thích ăn lắm ạ. Ôi trời ơi, cháu ăn lại bữa rồi. Bé Caramel lườm à? Anh Vương ăn gì mà nhiều thế? Ăn chanh cả đĩa của bé. Món Caramel là món của bé cơ mà. Mà anh Vương lại hưởng trọn luôn cái món của bé luôn, cả hai đĩa luôn. Ăn hết hai đĩa từ lâu rồi, vừa nãy ăn hai đĩa bây giờ lại tiếp tục ăn hai đĩa đó, các bác thấy chưa, ngon nhung ạ. Cháu thích ăn lắm ạ. Con chào các bác ạ.